vừa bước qua tháng 12 rồi nè. Các con có biết không, tháng 12 có một ngày rất đặc biệt. Đó là ngày 22 tháng 12, là ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam đó con. Và các bạn ơi, các chú bộ đội đã ngày đêm canh giữ bảo vệ tổ quốc để mang đến cuộc sống ấm no cho chúng ta nè. Thế thì nhân ngày 22 tháng 12 này, cô trò ta hãy cùng nhau làm một món quà để gửi tặng cho các chú bộ đội nha con. À, chắc chắn rằng mỗi bạn đã có một suy nghĩ rồi nè. Và bây giờ, hôm nay cô Chi sẽ hướng dẫn cho các con vẽ tranh về chú bộ đội để chúng ta cùng gửi những bức tranh về chú bộ đội thật dễ thương, thật đẹp của các con gửi đến cho chú bộ đội để chú bộ đội vui lòng nha con. Đầu tiên các con sẽ vẽ những đường cong để tạo thành nón. Vẽ một hình tròn nhỏ ở trong chiếc nón để tạo thành điểm nhấn nè. Rồi con sẽ vẽ một đường ngang qua, đó là chi tiết phụ của nón đó con. Và chúng ta sẽ vẽ một đường ngang ở phía trên nữa nha con. Ta sẽ vẽ một vòng tròn nhỏ phía trên nữa nè. Sau đó các con sẽ vẽ một đường tròn nhỏ phía dưới để tạo thành gương mặt. Rồi vẽ mắt nè. Vẽ lần lượt một con mắt rồi hai con mắt. Sau đó chúng ta sẽ vẽ tới mũi và miệng. Khi vẽ các con nhớ là dính tờ giấy lại, để cho tờ giấy không bị nhúc nhích thì chúng ta vẽ mới đẹp nha con. Và ta sẽ vẽ hai đường thẳng song song để tạo thành cổ. Tiếp đó chúng ta sẽ vẽ cổ áo nè con. Và vẽ, à đó chính là vai và tay áo nè. Rồi chúng ta sẽ vẽ tay áo. Đường viền của áo thì chúng ta sẽ vẽ hình ngôi sao. Tiếp đó là con sẽ vẽ hàng nút phía dưới cổ áo nè con. Hàng nút này thì mình vẽ những hình tròn nhỏ hay con. Và chúng ta sẽ vẽ túi áo. Sau đó con vẽ tóc cho chú bộ đội hai bên nè con. Để dùng màu nâu, cô sẽ tô viền nón. Cô sẽ dùng màu xanh để tô nón. Các con chú ý là chúng ta sẽ tô từ trên xuống dưới, từ trái sang phải cho thật đều tay nha con. Không tô lem ra ngoài nha. Và cô sẽ lần lượt tô màu xanh hết tất cả các khoảng màu trắng trên chiếc nón và chiếc áo của chú bộ đội. Cô cũng dùng màu xanh để cô tô hết phần áo của chú bộ đội. Sau đó cô sẽ tô ngôi sao trên nón chú bộ đội màu vàng và ngôi sao hai bên áo của chú đội cũng màu vàng. Xung quanh ngôi sao là màu đỏ, tượng trưng cho lá cờ đỏ sao vàng đó con. Đường tô rất nhỏ, các con chú ý là chúng ta phải cẩn thận để không lem ra ngoài nha. Cô sẽ dùng màu da để tô gương mặt của chú bộ đội và cô sẽ tô luôn cổ của chú bộ đội nè. Các con phải cẩn thận khéo léo, tô không lem ra ngoài thì bức tranh của mình mới đẹp nha con.
Thế là cô đã hoàn thành xong bức tranh về chân dung chú bộ đội rồi nè. Vừa qua, cô trò ta vừa vẽ tranh về chú bộ đội và tô màu rất là đẹp nè. Và cô mong rằng các con ở nhà sẽ tập vẽ lại tranh chú bộ đội tô màu thật là đẹp nè. Nhờ ba mẹ chuyển đến cô và cô sẽ thay các con chuyển những hình ảnh đẹp này đến tặng cho chú bộ đội nhân ngày 22 tháng 12 nha. Cô chào tạm biệt tất cả các con.